Rồi, em chào tất cả anh chị em ha. Nay lên cho anh chị con máy này về phát cước gia đình nha anh chị. Phát cước gia đình này được chứ phát mướn không được anh chị. Cái con này thì nó là dòng Kawasaki TG24. Thì cái công suất của nó chạy nó phải ngang với cái thằng Magu 26 hoặc là TL26 anh chị. Đó. Thì những dòng đó thì nếu mà máy nói là máy mạnh thì chỉ còn Echo với thằng Kawasaki là mạnh nha anh chị, với Estin rồi đó. Thì mấy dòng này là nó mạnh thôi, còn Mitsu thì nó chạy tàn thôi, với Magu rồi đó. Nhưng mà nếu mà nói bền cái nòng thì cái thằng này nó đang nắm chùm nha anh chị. Nếu mà nói về bền cái nòng của thằng này, tại thằng này là nó không có hợp tác với nào khác hết đó. Nó giống như nó chỉ bán cái nó sản xuất ra, người ta mua nó rồi nó bán cái cũng như nó bán cái gì ta, cái động cơ nó cho người ta dán tem cho thôi, chứ nó không có bán luôn cái bản quyền anh chị. Chứ thường á là nó hợp tác với mấy Trung Quốc đi, phải không, là nó hợp tác là nó pha đồ có đồ Trung Quốc nha. Còn nếu mà nói Kawasaki là không bao giờ có đồ Trung Quốc nha anh chị. Máy nào nè, Magu có nè, Mitsu có nè, Estin thì Estin có luôn nha anh chị. Estin có luôn, còn Kawasaki là em chưa thấy cái máy nào mà có hợp tác Trung Quốc. Tại vì em làm nhiều em biết, bởi em phải làm Kawasaki là gì đó. Thì cái này chạy bốc mà mạnh lắm nha anh chị. Cái máy này là nguyên zin hết luôn nha, nguyên zin hết luôn. Đó. Thì cái máy em bán là có phụ kiện theo là một cộng dây đeo phốt nha anh chị. Dây đeo bản lớn cho anh chị đeo đỡ đầu dài ha. Chứ em không có kèm theo mấy dây đeo mà rẻ tiền luôn nha anh chị. Chứ cái chắn cỏ lớn để cho anh chị phát thuốc đỡ dằn vô mặt mình nè. Ha. Cỏ dẻo nhẹo luôn anh chị. Cái này là phụ kiện này là em kèm theo, chứ nói là tặng không có anh chị. Đó, thì anh chị không lấy thì em trừ tiền ra thôi cũng được. Nói anh chị nhà có rồi thì không lấy thì em trừ ra ha. Chứ nếu mà nói tặng thì kèm đồ tặng vô, kèm đồ lô vô về anh chị xài không được rồi bỏ mất công nữa. Chắn cỏ rẻ tiền nó cũng bể nữa, cỏ này biết nào bể anh chị. Cái dây đeo nhỏ anh chị đeo vô đầu dài lắm nha. Đeo vô càng ngày nó càng rút nhỏ, giống như là cái cọng dây bẹ mà nó cột cái dây anh chị vậy đó, đau lắm. Đó, thì cái này là những em chỉ kèm theo hai món đó nha anh chị. Còn anh chị muốn lấy chân cỏ zin thì em lấy chân cỏ zin, còn dây đeo zin thì em không có nha. Em hết rồi. Rồi sẵn đây nè, rồi qua tới con máy đi. Con máy này là zin hết nha anh chị. Nó chỉ không có cái ống này thôi, cái ống này là ống xả nha. Chứ không phải là ống xăng, nó ống xăng nó còn zin luôn, còn đẹp hết luôn đó nha. Thôi thôi ta, em quay ngược hướng nó tối á. Đó. Mới tin luôn nha anh chị. Cái máy trong đây nó có dập da băng nè, chỗ tay em nè, anh chị nhìn kỹ thấy không? Cái mét tinh cho băng luôn anh chị. Cái thằng Kawasaki này là đa số là nó, em thấy chỗ nào nó cũng để mét tinh cho băng đó. Nhất là cái nòng nữa rồi đó. Mà dòng này cái bô nó có lỗ bự nữa thì anh chạy thì thôi khỏi sợ đúng khối. Thằng TG nó VIP hơn cái thằng TD nha anh chị. Nó VIP là nó bền á, bền hơn, nó bền với dàn lửa hơn đó. Máy đẹp quá, đẹp luôn chị. À, máy chân tinh ốc dọc đè luôn. Cái tâm này nè anh chị, gỡ cái bố này nó chưa có xài luôn anh chị, không có xài luôn. Cái máy này em bảo đảm chạy chưa được 2 lít xăng. Tay lái đồ zin của nó, di ga đồ zin của nó hết luôn anh chị. Đó, nè giống như nó đóng nè, thấy không, nó để nè, nó để chữ Magu Yama nè. Đó, cái này 24 anh chị, nó để vậy thôi, chứ chừng nào mà nó hợp tác chung cho luôn á, mà cái máy á mà nó để em nhìn là em biết cái đồ là Trung Quốc liền nha. Chứ những dòng đời mới giờ đa số là Trung Quốc không anh chị, đa số máy đời mới là Trung Quốc không á nha anh chị. Cái đầu bò zin của nó luôn nè. Đó, thì cái này nó em gỡ em để đây nè cho nó dễ ha. Đẹp ghê không, có chống mài mòn luôn nè. Nó chống quấn cỏ luôn, chống mài mòn luôn, nguyên chén lớn trà bá luôn. Đó, rồi đây test cho anh chị xem. Cái dòng đời này nó có nấm bom nha, bởi cái chế này nó rất là nhạy nha anh chị. Đây, bật lên là mở đầu xuống là tắt nha. Đây, em chỉ cho anh chị thao tác. Nè, nó còn cái dấu zin đó. Anh chị nhìn cái chân đỡ của nó nè. Nó đẹp ghê không? Bình xăng đẹp từ A tới Z. Ủa Z. À, máy nó đẹp hơn em. Đúng đẹp luôn. Đó, cái ông xăng em chìm theo zin đó anh chị. Nó có cái chỗ mà gà gà vô đó anh chị thấy không? À, lịch sự không? À, anh chị muốn khởi động á, thì anh chị qua ngày đúng không, anh chị bóp rồi nè, anh chỉ cho thì anh chị là nhìn này nó chạy xăng. Cái này là không phải cái máy chạy nhớt luôn nha anh chị, cái này là cái miếng này nó dơ đó, em hết rồi em lấy miếng luôn.
đây, anh chị bóp bên nào, bóp cái vú ở đây đúng không, bóp bóp nhắn hai ba cái, nhắn hai ba cái rồi xong đè này nè, đó nhắn hai ba cái đè đó, thấy mà nó ra xăng đây là ok, là đóng le giật cái nồi một nổ à. Còn anh chị bóp mà không ra là giật không có nổ nha anh chị đó. Rồi đây, lỡ rồi cho nó bề này nó hơi tối tối nha, nhưng mà em dễ test cho anh chị xem ha. Cô cao lên xíu rồi chỉnh màn hình cho cao xíu à. Em đang chế cái xe đẩy đang em cẩu đồ đi rửa anh chị, tại con mình em không có mấy cái máy nặng quá, em không gỡ được, rửa được á, cái máy bự mấy chục ký, 70 ký luôn à. Đó vậy xong anh chị đặt tắt quá không đóng lè đó, nó nổ sao hạ xuống không đó. Tại vì cái này á máy đã nổ rồi, nhưng mà em đóng là nó bị ngập xăng nha, thì chị phải giật hai cái nó nổ, còn không ấy là chị giật cứ giật cái nổ à, chạy lắm anh chị. Cái dòng này hơi của nó thì khỏi bàn anh chị, cái dòng Kawasaki hơi của nó ấm chùm, chưa bật tắt lên nha. Máy này tung rời 260 nha anh chị, nó lợi nhất là nó tung rời 260 ha. Đó. Dặn ốc gần tay lớn anh chị, nhỏ quá. Dặn nhỏ thì nghe hay mà dễ tắt anh chị. Bóp nữa nó dư á. À, đem tắt máy cái. Những cái máy mà em dọn là em bao anh chị là bê tông không sọc suốt nha. Đó. Máy rất đẹp anh chị, ốc trắng tinh hết luôn ha. Trắng tinh. Chị nhìn kỹ anh chị thấy liền. Thấy không? Cái ben luôn. Cái hiệu này nó chung với hiệu máy phun vôi rồi anh chị, cái dòng này nè. Vôi thổi lúa, thổi lá, thổi cái gì? Xả lúa, thổi khăn rồi đó. Cái mấy cái hiệu nó chạy mạnh như quỷ luôn. Anh chị thấy những dòng phun phân này nó đâu có máy nào mà dởm dởm vô đâu. Không bao giờ có Trung Quốc luôn nha anh chị. Nếu mà cái những cái máy bãi nha, còn máy mới thì không nói nha, máy mới thì Trung Quốc rồi. Tốc độ của phun phân mạnh lắm, Trung Quốc xài không có bền đâu anh chị ơi. Cái này zin hết à, còn xùi nữa không? Nó còn đang mung luôn. Máy chạy bốc lắm nha anh chị, cái này anh chị phát cước gia đình được, anh chị ở nhà xài 5-10 công được. Chứ vì lúc mấy này người ta nói mà nói quá là người ta nói sao phát 5-30 công nó bậy luôn nha anh chị. 50 công anh chị xài cái máy phải cỡ Echo hoặc TDTG33 rồi đó. Mấy cái thằng đó Echo 38 ly 37 ly mới chịu nổi nha. Còn ba cái máy 25-26 mà người ta nói phát 5-70 công là nó dốc anh chị. Tại vì bây giờ người ta phát là phát cước không mà nghe anh chị. Chứ giờ ít ai phát giao lâu lắm lắm anh chị ơi, mất thời gian lắm. Rồi, anh chị nào cần thì liên hệ em ha. 1,5 triệu bao ship. Kèm theo có hai món đó anh chị ha, cũng như đeo với đám cỏ đó. Rồi, con này VIP lắm nha anh chị, con này nếu mà người ta rút ra người ta bán là tiền không á. Con này là nằm thấy 1,8-2 triệu anh chị. Tại vì lô máy trong đó nó có cái đẹp có xấu. Bởi vì người ta rút ra, còn em bây giờ em không có chơi đồ xấu nên chơi đồ xấu em lúc em lên bán rẻ em cũng ngại, nó thấy gớm mà bán nó cỡ chết, à chơi đồ đẹp mốt anh tiễn xấu quá như chơi. Rồi chị cần liên hệ em ha, cái máy này về anh chị xài nếu mà phát liên tục nửa tháng phát lần á thì phát cước á thì có thể là anh chị xài kỹ á là khoảng 5 năm là dục rồi vừa có 1,5 triệu à. Đó, rồi anh chị cần liên hệ em ha, con chào.